chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định trước trận đấu đội tuyển Anh gặp đội tuyển Đan Mạch tại vòng bảng của Euro 2024. Đội tuyển Anh đến với Euro 2024 với một đội hình được đánh giá là đắt nhất của giải, ước tính khoảng hơn 1 tỷ bảng. Nổi bật là những cái tên như Jude Bellingham, Phil Foden, Harry Kane. Vì thế thầy trò viên Gareth Southgate được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Trái với ngày ra quân tưng bừng của đội tuyển Đức hay đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Anh đã vô cùng vất vả mới có được chiến thắng với tỷ số sát nút 1-0 trước Serbia, nhờ bàn thắng duy nhất của ngôi sao Jude Bellingham. Theo các chuyên gia, với các đội bóng lớn, những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, họ thường khởi đầu chắc chắn và chậm chạp. Và người hâm mộ của Tam Sư rất muốn tin vào điều này. Thầy trò viên Gareth Southgate đã có được điều họ mong muốn, đó là 3 điểm trong ngày giao quân. Nhưng trên thực tế, đội tuyển Anh đã không thể hiện được nhiều trong trận đấu với Serbia. Ngoại trừ 20 phút đầu tiên của trận đấu, sau đó Harry Kane và các đồng đội đã phải gồng mình chống đỡ trước sức ép của Serbia. Điểm sáng lớn nhất của đội tuyển Anh ở trận mở màn là khả năng phòng ngự. Dù chịu nhiều sức ép, nhưng hàng thủ của Tam Sư vẫn đứng vững và thủ môn Pickford đã giữ sạch được mảnh lưới của mình. Bên cạnh điểm sáng ở hàng thủ, cái tên được kỳ vọng nhất của đội tuyển Anh là Jude Bellingham cũng đã phần nào mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ khi chơi đầy năng nổ, cùng bàn thắng mang về chiến thắng cho đội nhà. Đầu xuôi, đuôi lọt, chiến thắng quan trọng trước đối thủ đầy khó chịu là Serbia giúp đội tuyển Anh có được tâm lý thoải mái và sự tự tin trước khi bước vào lượt trận thứ hai gặp một đối thủ khó chịu khác là đội tuyển Đan Mạch. Trận này, hậu vệ phải Luke Shaw chắc chắn sẽ vắng mặt khi anh đã phải tập riêng ở buổi tập vừa qua. Tất cả những cầu thủ còn lại đều đang trong tình trạng sung sức nhất. Theo các chuyên gia hàng đầu, nhiều khả năng huấn luyện Gareth Southgate sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát như trận đấu với Serbia, dù Alexander-Arnold cũng như Phil Foden đã để lại sự hoài nghi khi thi đấu khá mờ nhạt trong trận đấu với Serbia. Dẫn dắt hàng công của đội tuyển Anh vẫn là đội trưởng Harry Kane. Thành tích của đội tuyển Anh tại vòng bảng tại các kỳ Euro cũng vô cùng ấn tượng. Họ chưa từng thua tại vòng bảng kể từ trận mở màn của vòng bảng Euro 2004 cách đây đúng 20 năm. Không những vậy, họ còn giữ sạch lưới trong 5 trận đấu tại vòng bảng gần nhất. Bên kia chiến tuyến, Đan Mạch đã đánh rơi chiến thắng khi để cho Slovenia cầm hòa 1-1 trong ngày giao quân. Đúng 1.100 ngày sau khi bị ngưng tim trong ngày giao quân tại Euro 2020, tiền vệ Christian Eriksen đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng của mình bằng bàn thắng 7 tỷ số vào lưới của Slovenia. Sau trận đấu, huấn luyện viên Kasper Hummel của Đan Mạch thừa nhận đội bóng của ông đã chơi chưa tốt và không duy trì được sức ép trong cả trận đấu và phải chấp nhận kết quả hòa. Ở lần gặp nhau gần nhất với đội tuyển Anh, Đan Mạch đã thi đấu đầy ấn tượng và chỉ chịu thủ trước đội chủ nhà tại bán kết của Euro 2020 với tỷ số 1-2 ở trong hiệp phụ. Trong đội hình của đội tuyển Đan Mạch có đến 8 cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League và phần lớn đều là chính cho đội tuyển Đan Mạch. Việc hiểu bóng đá Anh là một lợi thế không nhỏ của Đan Mạch. Phong độ của nhà vô địch Euro 1992 cũng cực kỳ ấn tượng. Những chú lính chỉ dũng cảm chỉ thua 1 trong 13 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Mặc dù vậy, thành tích đối đầu của đội tuyển Đan Mạch với đội tuyển Anh lại không thực sự tốt. Họ chỉ thắng 4 trong 22 lần gặp nhau giữa hai đội. Trận này, người hâm mộ Đan Mạch tiếp tục trông chờ vào chân sút của Manchester United Rasmus Højlund, người đã ghi 7 bàn trong 14 trận đấu vừa qua cho đội tuyển quốc gia Đan Mạch. Hiện tại, Đan Mạch đang rất cần chiến thắng hoặc ít nhất là một trận hòa để có cơ hội giành vé đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển Anh cũng rất muốn giành chọn 3 điểm để sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Với đội hình có chiều sâu và đầy chất lượng, cùng với những ngôi sao một mình có thể quyết định cục diện của trận đấu, đội tuyển Anh vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, thầy trò viên Gareth Southgate sẽ phải đối mặt với một trận đấu không ít khó khăn. Và theo dự đoán của chúng tôi, đội tuyển Anh sẽ giành chiến thắng với tỷ số 2-1.